Rồi, hân hạnh chào các bạn ha, hoan nghênh các bạn trở lại với cái kênh channel của mình Sửa Xe Hồng Quang. Thì hôm nay là mình sẽ nói về vấn đề là của ô tô, là cái hoạt động là của bộ visa trên ô tô nó hoạt động như thế nào. Thường thường người ta mình thấy người ta hay nói là xe ô tô, người ta nói bộ cầu, cầu sau rồi bộ đít, cầu trước. Thả bấm nhỏ chút về bấm ơi, cái bộ mục đích đó. Thì bây giờ trên xe ô tô thì nó hoạt động như thế nào? Thì trên xe ô tô là phải có bộ visa. Bộ visa trên xe ô tô là như thế nào? Thì khi mà mình khi một chiếc xe ô tô thì thường thường là nó có bốn bánh, thì hai bánh sau nó dẫn động. Thì khi mà mình chạy thẳng á, khi mà cái xe nó chạy thẳng á thì không sao hết, nhưng mà khi xe vô cua đó, thì ví dụ như là cái bên nào của mình quẹo bên trái đi, thì cái bánh bên trái á nó sẽ làm trụ để cho cái bánh bên phải á nó phải lăn nhanh hơn đó. Đó, ví dụ mình quẹo bên phải á thì cái bánh bên phải nó phải làm trụ, nó chạy chậm hơn cái bánh xa bên bên trái, thì chiếc xe không bị lật. Nếu mà hai chiếc xe nó giành nhau một vận tốc thì nó sẽ bị nhỏ thôi, nhỏ thôi, thì nó chành vận tốc thì chiếc xe sẽ bị lật ngay. Khi khi vô cua gấp, khi mà đi cua nó sẽ bị lật đây. Thì bây giờ là thì ở trên xe ô tô nó phải trang bị bộ visa. Thì đây nè, đây là cái bộ visa của xe đây. Đây là bộ visa ở trên đây nè, nó có những cái bộ phận là tổng quan là cái động cơ. Khi động cơ nó qua cái hộp số á, thì nó sẽ chuyển qua một cái lắp dọc, là lắp dọc của nó sắn, nó chuyển động sắn à, nó chuyển động sắn. Thì khi mà là lắp dọc chuyển động sắn á, thì nó sẽ qua cái bánh xe, nó qua cái bộ cầu á, cái bộ cầu là bộ 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 cầu visa đó, thì nó sẽ làm chuyển động ngang, làm cho cái bánh xe chuyển động tròn mà ngang đi đi với mặt đường đó, làm cho cái bánh xe quay. Thì ở trong cái bộ cầu này có bộ phận nào thì mời các bạn xem tiếp ha. Rồi, chào các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái khoang tay, là cái khoang tay và khoang gỗ á, để làm cái bằng chứng là cái bộ nó giống như cái bộ cầu xe nè. Khi mà mình quay cái khoang á, mình lấy tay mình quay cái bánh đà của khoang, nó sẽ qua một cái nhông trung gian, nó chuyển động thành chuyển động tròn dọc, nó đổi phương vuông góc, thấy không? Vẫn là chuyển động tròn, đổi moment sắn vuông góc để mình khoan. Thì cái bộ cầu cũng y vậy. Thí dụ như là cái đây là mình qua cái bộ cầu ha. Đây nè, đây ở trong cái bộ cầu á, thì nó sẽ có cái bộ phận này. Rồi, có bộ phận là cái bánh răng côn, là gọi là người ta gọi là cái cùi thơm á, bánh răng côn nhỏ với lại một cái bánh răng côn dĩa rất là lớn, là dàm cái bánh răng dĩa đó. Thì cái bánh răng côn nó sẽ được ăn khớp với cái lắp dọc từ hộp số truyền đến, thì nó sẽ qua cái bánh dĩa này để nó ra cái lắp ngang, nó làm đổi chuyển động của những cái khoang tay của mình vậy đó. Thì nó sẽ giảm được cái nó sẽ giảm được cái tốc độ xuống, thì nó sẽ tăng cái moment sắn xuống cái bánh bánh để bánh quay bánh xe, để bánh xe quay không, nó giảm tốc. Rồi ha, thì đây nè, đây là cái hộp số xe, hộp số xe động cơ với cái hộp số xe nè. Cái phần phía sau đen đen tròn tròn đó là nó sẽ đi với cái lắp dọc, nó xuống với bộ cầu sau ha. Rồi hộp số thì bạn biết là thay đổi moment chuyển động cấp số giống như trên xe máy thôi. Đây là bộ cầu ô tô nè, đó cái bộ visa là đó cái lắp dọc nè ha,
Rồi bộ B-side là cái bộ mà phần mà cái nhông bốn khía đó đó, chút nữa mình sẽ giải thích các bạn ha. Đây là cái bộ lắp dòng. Vì cái chuyển động lắp dòng này á, cái hộp số lúc nào á, cái trên động cơ á, ở trên cái xe ô tô á, nó cũng đặt ở cái vị trí là cao hơn cái bộ cầu xe. Đây là cái bộ cầu xe nè, là bộ cầu xe. Đây từ cái hộp số thì đặt cao hơn, bắt buộc là cái cây láp này nè, cái cây cái đây gọi là gạt đăng, bộ gạt đăng cây láp dọc ha, đó mình có chú thích đó, thì nó lúc nào cũng cao hơn, bắt buộc mình phải có bộ gạt đăng lắt léo này, cái chữ thập này để cho là tránh rung động, với lại làm cho cây láp nó đặt cái vị trí hai cái bộ phận là cái cầu sau bộ vi sai, nó đặt cái hộp số nó đặt cao hơn, cho phép cái hộp số nó đặt cao hơn cái bộ cầu nè. Đó, còn đuôi cá cạc đăng cái này giống như mấy cái cần tiếp lắc léo, cục tiếp lắc léo của mấy bạn á, nó không có thể nào mà nó đúc chết được hết ra. Rồi đó, đây là hình dạng của một cái bộ vi sai ô tô nè, cái bộ cầu ô tô nè đó. Rồi đây là bộ vi sai ha, đây bộ vi sai thì khi mà cái đây là đó mình chú thích nè, thì khi mà chiếc xe này á, khi mình ví dụ như khi mà bộ vi sai hoạt động đi, đây là có lắp bán trục, là gọi là lắp bán trục trái bán phải, là bán lắp trái lắp phải, nó sẽ ra bánh xe, nó chuyển động ra bánh xe để quay á. Khi mà mình đi đường thẳng á thì nguyên một cái bộ này á nó sẽ đi chung một khối, lúc đó là hai cái nhông mà màu xanh xanh á, hai cái nhông nhỏ xanh xanh á, nó không có hoạt động. Khi mà bộ vi sai không làm việc nó không hoạt động thì nó sẽ đi một khối, cái bánh răng co này nó đi, nó sắn vô cái bánh răng dĩa, tạo moment sắn cho hai cái lắp lắp trái với lắp phải, bán trục trái với bán trục phải này chuyển động theo một chiều. Nhưng mà khi mình quẹo, ví dụ mình quẹo bên bên trái thì là bán trục trái nó phải chuyển động chậm hơn, thì cái bán trục phải này nó phải chuyển động nhanh hơn để cho chiếc xe nó không bị lật. Thì lúc đó là cái bánh răng màu xanh xanh mà trong cái chữ thập á, nó bên bên phía bên ví dụ mình quẹo quẹo trái đi, cái bánh răng nó sẽ dừng lại hoặc nó chạy chậm hơn, thì lúc đó là cái bánh răng mà bán trục phải á, nó sẽ quay nhanh hơn, và cái thằng này nó làm điểm tựa, nó dừng nó hơi chậm lại, nó làm điểm tựa cho thằng hai cái thằng bánh răng nhỏ màu xanh xanh này nè các bạn, hai bánh răng nhỏ màu xanh xanh này nó sẽ quay theo hai cái đối diện, là cái này quay ngược, cái này quay ngược, hai cái nó quay ngược chiều, thì nó sẽ làm cho cái thằng bên đây nó sẽ quay chậm lại, và thằng bên này nó quay nhanh, nó sẽ trượt ở trên cái thằng này nè. À, thằng này quay nó trượt ha, đó nó trượt thì có cho là cái kết quả là cái bên phải nó phải như quay quay nhanh hơn bên trái, và ngược lại, khi mà cái bên phải á mình chuyển động mà mình quẹo trái á, thì bên phải á, nó sẽ di chuyển chậm hơn, và nó làm cái nhông trung gian là nó sẽ quay, hai cái nhông trung gian đối diện nó sẽ quay, nó làm cái hàng lúc này hàng này nó sẽ chậm hoặc là nó ngừng lại luôn, nó làm điểm tựa cho cái thằng này nó quay trên hai cái răng trung gian này, cái nhông vi sai nhỏ này, thì nó hoạt động là như vậy thôi các bạn. Rồi khi mà nó đi trên đường thẳng thì nó đi nguyên một khối luôn, cái bộ chữ thập này nó được bắt chết cho trên cái dĩa, thì nó sẽ kéo hai cái láp nó đi một khối. Rồi rồi trở lại là cái trường hợp là đây nè các bạn, đây là hình ảnh minh chứng cho nó nè, đó ha. Rồi đây, rồi rồi cái trường hợp là khi mà các bạn bị mắc lầy, thì cái bánh nào á, mà nó nhẹ thì nó quay thôi, nó là bánh nặng á, thì nó làm trụ. Nhưng mà khi mà bạn bắt lấy cái bánh bên trái đi, cái bánh bên phải nó ở trên nó bơi, nó sẽ hay là mình bắt lấy cái bánh bên trái nó bị trơn thì nó quay cái bánh bên bên phải á, nó không có mắc lầy mà nó làm trụ, thì cái bánh bên trái nó cứ quay, bắt buộc người ta phải buộc gài hai bánh xe lại luôn để mình giật lầy, gọi là giật lầy á, mình gài hai bánh xe lại luôn. Thì nó có một cái khóa nè, gọi là cái khóa cơ cấu vi sai nè, này có thể điều khiển bằng tay, bằng cơ khí, hoặc điều khiển bằng hơi, điều khiển bằng điện tử gì đó, tùy theo xe đó ha. Đây nè, là đây 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 là cái nút nè, cái nút để điều khiển là khóa vi sai trên ô tô đó ha.
đó rồi cái bộ bi sai là kiểu như đó thôi, là đây đây là có một hình ảnh của bộ bi sai. Thì cái bộ bi sai này á, do cái nó chuyển động trường của các chữ thập này nè, các chữ thập ở trong bộ bi sai ha. Đây thì khi mà mình đội hai bánh xe lên hoặc là mình đội một bên bánh á, mình quay được, mình quay được là lý do là bên mình mà đội một bên láp đi, thì cái bên láp bên phía mà bên mình không đội nó sẽ làm trụ cái bánh lăn con này. Ví dụ mình đội bên phía này thì bánh lăn con này nó làm trụ, nó sẽ cho trường mình quay được cái bánh xe bên mình đội lên, không mình đội bên phải trái thì mình quay được bên trái, mình đội bên phải mình quay bên trái phải. Khi mình đội hai bánh xe mà nâng hai bánh xe lên luôn á, hai bánh xe được bổng lên á, thì mình quay bên trái á, mình quay theo chiều tới á, thì bên phải nó sẽ quay theo chiều lui à, nha. Đó các bạn nhớ ha, thì cái bộ cầu bi sai của trên xe ô tô như vậy thôi, mình hiểu nguyên lý đó thì nó rất là dễ. Khi mà nó chuyển động thẳng á, thì nó sẽ chuyển động một khối, còn khi mà nó chuyển động mà quẹo trái hay quẹo phải thì cái bên nào mà quẹo á, nó sẽ như cái cam ba của bạn thôi. Khi mà các bạn xây á, thì cái tâm của cam ba nó làm trụ, nó phải chuyển động chậm hơn là cái phần ở ngoài đó ha, còn không là lật xe ha. Nếu mà hả xe như mấy xe mà không có bộ cầu bi sai, mấy xe mà chế rồi là các bạn chạy nó dễ dở bánh lên với lại dễ lật xe lắm. Đó đây là bộ chữ thập nữa ha. Đó nói chung là hai cái nhông xanh xanh này nè, hai nhông xanh xanh này nó sẽ khi mà một bên làm trụ nó sẽ là cho bên kia quay, nên nó sẽ chuyển động hai cái nhông xanh xanh đó đó, là hai cái nhông đối diện này là lúc nào cũng quay ngược chiều hết nè. Rồi đó cái này là dân gian gọi là cùi thơm nè, đó này là gạt đăng lắc léo đó ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ đăng ký để xem tất cả các clip của mình ha. Nhớ là khi mà bị mắc lầy đâu á, thì cái bánh mà bị trượt á, nó sẽ quay cái bánh ở trên không mắc lầy nó sẽ bị sình lầy á, cái ở trên thì nó sẽ làm trụ, thì lúc đó là mình phải gài bộ bi sai, nó có cơ cấu gài, ai mà chạy xe ba gác thì biết rồi nha, xe ba gác Trung Quốc á. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ đăng ký để mình đủ lượt like á, lượt đăng ký mình sẽ phát trực tiếp cho các bạn xem. Xin chào các bạn.